Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video lúc này chúng ta lại tiếp tục nói về một cái dòng cân nữa để cân gà vịt anh chị ha. Còn heo thì chúng ta lại có một video clip khác rồi. Video này chúng ta nói về gà vịt thôi. Cân gà vịt thì có rất nhiều dòng cân, và chúng ta lọc ra thì chúng ta có dòng cân này, dòng cân mà anh chị đang xem video này, và một dòng cân kế trước mà kênh điện tử Gia Phát đã từng chia sẻ, đó là cân điện tử inox CPKI520. Vì sao cái dòng cân này nó được tối ưu để cân gà vịt? Thì ở video ký trước cân tự gia phát đã diễn giải rất là nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không nói lại nữa. Và nếu như anh chị muốn tham khảo video ký trước thì anh chị cứ click kéo xuống dưới và click vào cái đường link mà cân tự gia phát đặt để bên dưới phần mô tả. Anh chị sẽ thấy được cái video ký trước cân tự đã từng chia sẻ. Cân điện tử video clip trước á, là cái mã là CPKI520 hoặc là SUBSS hoặc là VSS. Thì nó có một đặc tính rất là tốt, đó là chống nước, inox chống nước. Cho nên là mình cân xong mình xịt rửa nó mạnh tay hơn, nó thoải mái hơn. Nó vẫn chốt số tốt nữa, nhưng mà nó là màn hình LED đỏ. Cho nên là một số anh chị mà xuất gà, xuất vịt vào ban trưa á, lúc tầm 12 giờ trưa ánh sáng mạnh á, thì cái màn hình LED đỏ nó cho cái cảm giác đọc số nó không được tối ưu bằng cái màn hình LED xanh của dòng cân DIN800S này. Cho nên là một số trại thì xuất cân ban tối, xuất cân ban chiều, xuất cân sáng, thì cứ yên tâm chọn cái dòng cân gà vịt CPKI520 hay là SUBSS hay là VSS anh chị ha. Còn nếu như mà thói quen anh chị là xuất vào ban trưa, 10 giờ trưa đến 2 giờ chiều chẳng hạn, thì chúng ta hãy chọn cái dòng cân DIN800S này, cũng là một cái lựa chọn tốt anh chị ha. Rồi với chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ xem cân DIN800S, cân gà chuyên, cân gà vịt này, cân thực tế trả ra sao anh chị ha. Mà vừa rồi thì chúng ta đã xem cái cảnh cân gà thực tế ở trại, và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác nhận lại ha. Đây là một dòng cân inox chống rỉ chuyên để cân gà vịt ha, và cân này là cân chốt số và không có cãi nhau. Và cái thứ ba nữa là cân này có thể xịt rửa được. Rồi cái thứ tư nữa là cân này
hình dáng của nó na ná như cái đồng hồ, cho nên rất thuận lợi để mà chúng ta khiêng cái lồng gà lồng vịt lên. À, như vậy thì cuối cùng chốt lại là chúng ta có hai cái mẫu cân mà chuyên cân gà vịt, đó là cùng dòng cân GBKB520 hay là SPSS hay PSS màn hình LED đỏ và dòng cân D28SS màn hình LED xanh này. Cho nên là nếu như mà anh chị xem xong hai video clip thì cân nhắc là cân nào nó tốt hơn cho thói quen sử dụng của mình, cho cái thời gian xuất gà xuất vịt của mình, thì mình có thể chọn một trong hai. Và số điện thoại hotline 0909 899 833 vẫn là số hotline quen thuộc công ty Cân Tự Gia Phát. Cân Tự Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và chia sẻ nhiều hơn về hai cái dòng cân này. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái video này nó hữu ích thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip về hướng dẫn sử dụng hoặc là hướng dẫn sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã tham khảo video clip này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.